xuống, xoay cổ tay kết hợp cổ chân. Hôm nay bình thường là ngày nghỉ nên là các đồng chí ra tập nó hơi uể oải tí nhỉ. Côn à. Chú ý nhé, khi mà anh về dưới em trên này cho tập vận hay chờ lên em phải là căn này ra là xoay không trong ngoài trước động tác này thì nên cho cái động tác xoay luồn côn rồi vào đi. Rồi để tiết kiệm thời gian, vì hôm nay buổi hôm nay chúng ta sẽ tập thời gian không nhiều, chúng ta luyện chủ yếu công tác kiểm bách nhé, cho chuyện luyện này chúng ta bỏ một côn xuống, thực hiện chân
Lại động tác này. Thank you.
À, chú ý nhá. Hướng dẫn lại cho các bạn từ bố trí các đèn tắt ở đằng sau. Thank you.
em đặt đánh này này. Anh đánh rõ ràng cái đường hụt này ra này, hụt này. Em dừng ở đây hẳn này, sau đó em đưa ở đây. Rõ ràng nha, không có xấu lắm. Đó. Rồi, lượng nhiều. Hay nhá. Nào. Rồi, đường nó là như thế. Đấy, nhìn bạn này đánh keo này. Thank you.
Thank you.
Chúng ta chuẩn bị thực hiện 12 động tác liên tiếp. Rồi chúng ta phải nhớ. Thank you.
tự động đưa ra sau nhé, không cần phải bảo. Vẫn đứng chân như thế. Rộng
kéo mình ra cả đó. Đánh nó phải đừng để chéo nó mới quá, đường nó nét ngang hẳn ra này. Tưởng tượng trong đó cái mục tiêu của chúng ta cao ngang bằng mặt chúng ta nhé, đừng đánh thấp quá. Tay đừng cọc vào như này nhé, cọc vào như thế à, nó lờ đấy.
dưới. Lại cổ tay chưa đủ. Đúng rồi. Sai. Chưa đến. Chờ sang không trái nữa nhá. Cầm sâu côn xuống phí. Rồi. Về vị trí của mình chúng ta nghỉ chọn. Yeah.
chúng ta khởi động quay khớp khuỷu tay. Xoay khớp bảo vai. Vẫn tập như bình thường cho mấy em ở dưới Hà Nội là không có ngày nghỉ, không có ngày chủ nhật, không có ngày thứ bảy, tranh thủ làm giờ một. Rất là xin lỗi các đồng chí là bởi vì là hôm nay là ngày nghỉ của đồng chí, mà tôi vẫn yêu cầu các đồng chí nghỉ luyện, và tôi cố gắng bởi vì tranh thủ thời gian tôi lên đây nó cũng nhiều, nên là anh em cố gắng luyện tập thôi. Thôi, ta lại khởi động với côn này. Khi mà anh về dưới em trên này rồi, cho luyện tập vào những cái ngày mà chờ anh lên ấy, thì em cũng bài giảng cũng như thế này nhé. Cầm hai côn nào, xoay số 0 trong, à số 0 ngoài. Xoay số 0 trong, trước ngoặt. Hất từ dưới lên này. Đó, đúng rồi. Đưa lại, đưa cô lên trên vai. Đẩy xuống. Trước chân phải ra sau. Các đồng chí còn nhớ động tác không? Có. Nơ mơ. Tỉnh táo lên. Kẹp nách đi. Cái này chiến thuật đây. Thank you.
côn, giữa thân côn. Lại động tác này. Tay một chút không ngoài nữa. Lại nhá. Vì hôm nay trên cũng không gian nên là quan sát nó hơi kém. Như sau nhá, chúng ta đánh xuống một đường thế này, tay chúng ta để dừng một nhịp ở đây, sau đó chúng ta kéo lên đây, đó chưa, dừng một nhịp ở đây, kéo lên đây rồi vít xuống thế này, chứ không phải như thế này. Như này không đúng, nó phải dứt khoát phát lực ở đằng này. Đây là dừng, thế này mới có phát lực này, phát lực ở đây, về đây dừng này, rồi nâng lên phát lực ở đây, nó có hai lần phát lực. Còn khi các đồng chí đánh thế này nó không có lực gì cả đâu, nó chỉ là lực đập va chạm nhẹ vào thôi. Thực hiện lại nhé. Đấy, động tác này dưới nhá, nhả dưới lên, có lực này, xuống dưới này, hai lần có lực khác nhau. Tiếp tục. Lại. Sao chưa nay ăn ít cơm sao ấy vậy? Nào, lại nhá. Ôi, vị. Lại nhá. Dây dài chúng ta phải chú ý, nếu không nó bay lên miệng của chúng ta, bay lên cằm, vỡ cằm, vỡ mồm. Đấy, căn chuẩn nhé. Đây, động tác đầu tiên, bổ số 1, sau đó đưa về. Đó, bị. Cho hết tiếng đi. 2 giờ đến 3 giờ thì đấy. À, vì nghỉ. Chúng ta di chuyển lên trên nhá. Tắt máy đi giúp anh nhá. Bấm nút Thank you.
đánh từ ngược lại về đây, xoay một số không. Vì thường là chúng ta kẹt tắt đối với lòng, thì bây giờ chúng ta quay lại kẹt mách này, xoay này, va vào đấy, đưa về sau. Rồi. Đấy,
đưa sau đây. Đấy. Đúng không? Đưa sau đây. Đánh sau đây. Đánh sau đây. Đánh sau đây. Đánh sau đây. Đưa
qua bên đưa chưa hỏi là như thế nào rồi, như là ở trên này rồi, đẹp không? Thank you.
một đường. Chân trái trước, chân phải sau như sau, phủ lên, đấy này,
Đó, các đồng chí nhìn rõ chưa? Đúng rồi. Đi. Thằng nào đây? Lên. Thế, ngoài cái nách như vừa nãy đâu, cứ quen. Thế là thủ của nào? Đi. Chú ý vào xem là sai chỗ nào.
và tức là sai đường quá thì hạn nhát, thế còn nếu mà đường chưa nét chưa chuẩn thì chúng ta tự trong đầu chúng ta biết đi. Thank you.
Chẳng mà nói đâu ấy.
Đây đây cái, anh cười cái. Anh cười cái, cười đấy. Cười đấy. Anh cười đấy. Vẫn đang quay á. Tắt đi, tắt đi. Để em quay. Nhớ mũ số 28 luôn. 28 tuổi của em.